Kính thưa quý vị, chúng tôi là Kiều Trâm và Hoàng Quân. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình tin tức buổi tối vào tối thứ tư ngày 2 tháng 8 năm 2017. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin kính mời quý vị theo dõi những tin tức đáng chú ý sau đây. Cập nhật diễn tiến của điều tra âm mưu khủng bố ở Úc. Tình hình ở Venezuela càng thêm căng thẳng, lãnh tụ phe đối lập bị bắt. Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi cấp chỉ huy hải lục không quân. Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật trừng phạt Nga. Phó Tổng thống Mike Pence hứa hỗ trợ đồng minh Âu Châu. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết trong phần tin thế giới sẽ được mở đầu với Hoàng Quân. Hoàng Quân xin được mở đầu với phần tin thế giới. Cập nhật diễn tiến cuộc điều tra âm mưu khủng bố ở Úc Châu. Thưa quý vị, trong cuộc họp báo vào ngày 2 tháng 8 tại thành phố Albany, miền Tây của nước Úc, chính quyền đã thông báo những tin tức mới nhất của cuộc điều tra về vụ tấn công khủng bố bất thành vào ngày 29 tháng 7. Tại buổi họp, thì cảnh sát Liên bang Úc và cảnh sát New South Wales cùng cho biết đã trả tự do cho một trong những người bị bắt vì tình nghi có liên quan tới vụ tấn công khủng bố. Ba người còn lại vẫn còn đang bị giam giữ để tiếp tục điều tra. Những người này bị tình nghi liên quan tới một âm mưu đặt bom hay đưa khí gas lên làm nổ một chiếc máy bay ở Úc vào ngày 29 tháng 7. Họ đã bị bắt trong một cuộc truy lùng của cảnh sát ở vùng ngoại ô thành phố Sydney trước khi thực hiện âm mưu. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cũng hiện diện tại buổi họp báo thông tin và cho biết rằng ngay từ đầu ông luôn luôn theo dõi diễn tiến của cuộc điều tra và sẽ thông tin chi tiết cho dân chúng ngay khi nào có diễn biến mới. Tình hình tại Venezuela đã càng trở nên căng thẳng khi mà lãnh tụ của phe đối lập đã bị bắt. Tình hình tại Venezuela hiện nay đang rất căng thẳng vì giữa đêm ngày 1 tháng 8, lực lượng mật vụ đặc biệt của chính phủ có tên là Bolivarian Intelligence Services đã tới tận nhà bắt đi hai lãnh tụ nổi tiếng của phe đối lập là hai ông Leopoldo Lopez và Antonio Ledezma. Gia đình của hai người này đã đăng tin lên Twitter để thông báo sự việc. Trong lệnh bắt giam hai nhà lãnh tụ này thì tối cao pháp viện Venezuela đã nêu ra lý do rằng hai người đã vi phạm các quy định được áp dụng trong thời gian họ bị giam giữ tại gia và đã tiếp xúc với giới truyền thông cũng như đưa ra các tuyên ngôn chính trị. Tòa đã còn cho rằng hai người này đang âm mưu trốn ra ngoại quốc. Hai ông Lopez và Ledezma đã bị đưa tới một trại giam quân sự tồi tàn gần thủ đô Caracas. Cùng lúc đó, quan hệ giữa Venezuela và Hoa Kỳ cũng căng thẳng thêm sau khi mà chính quyền Hoa Kỳ vào ngày 31 tháng 7 tuyên bố gia tăng các biện pháp cấm vận đối với Venezuela, bao gồm việc phong tỏa tất cả các tài sản của Venezuela ở Hoa Kỳ và nghiêm cấm tất cả mọi mối quan hệ với Tổng thống Nicolas Maduro. Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi cấp chỉ huy hải lục và không quân. Thưa quý vị, vào ngày 2 tháng 8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã ký lệnh chấp thuận đề nghị của Hội đồng quân sự tối cao đưa người mới lên thay thế tất cả các cấp chỉ huy của các binh chủng hải lục và không quân khi những người này mãn nhiệm kỳ. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng chịu chung một tình trạng với giới cảnh sát, giới công chức và giới truyền thông là bị chính quyền đàn áp dữ dội từ sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7 năm ngoái. Tổng cộng đã có 150.000 người trong các giới này ở Thổ Nhĩ Kỳ bị sa thải hoặc cho ngừng làm việc và hơn 50.000 người bị bắt. Về phía quân đội có 80.000 sĩ quan, bao gồm nhiều sĩ quan cao cấp đã bị buộc tội đã ủng hộ cho phe đảo chính. Phát ngôn viên của Tổng thống Erdogan cho biết những người được đưa lên thay thế các chức vụ chỉ huy của hải lục và không quân đều là các quan chức cao cấp trong quân đội, nhưng lại không cho biết những người bị sa thải lần này có phải là vì đã dính líu tới cuộc đảo chính trước đây hay không. Tòa đại sứ Nga tại Syria đã bị tấn công. Bộ Ngoại giao Nga vừa đưa ra thông báo cho biết tòa đại sứ Nga ở thủ đô Damascus của Syria đã bị bắn đạn pháo kích vào ngày 2 tháng 8, nhưng may mắn là không có nhân viên nào làm việc đã bị thương tích. Hai quả đạn pháo đã rơi vào bên trong khuôn viên của tòa đại sứ Nga tại Damascus và phát nổ, và còn hai quả đạn khác thì rơi xuống và nổ phía bên ngoài gần tòa đại sứ. Phía của Nga cho rằng đây là một vụ tấn công khủng bố xuất phát từ các căn cứ của nhóm phiến quân khủng bố tại Syria.
Nga đã đưa quân tham chiến trở lại tại Syria từ gần 2 năm trước đây và mục đích là để hậu thuẫn cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, là một trong những đồng minh thân cận nhất của Nga tại vùng Trung Đông. Tân Thủ tướng Pakistan hỏi ý kiến người tiền nhiệm khi lập chính phủ mới. Thưa quý vị, Tân Thủ tướng Pakistan là ông Shahid Shaquan Abbasi đã bắt đầu công việc vào ngày 2 tháng 8. Trong ngày này, thì ông Abbasi đã có cuộc hội đàm với người tiền nhiệm là Thủ tướng Nawaz Sharif, vừa bị tối cao pháp viện bãi chức hồi tuần trước vì đã che giấu một số thu nhập riêng. Các đoạn phim truyền hình cho thấy Tân Thủ tướng Abbasi đã đích thân đi tới thị trấn nghỉ mát Murray ở miền Bắc, là nơi gia đình ông Sharif đang nghỉ ngơi sau quyết định bãi nhiệm của tòa án. Tại buổi hội đàm có sự hiện diện của ông Sabra Sharif, là em trai của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif, là người được coi như sẽ lên thay thế anh trai trong một vài tháng nữa theo quy định của luật pháp. Tân Thủ tướng lâm thời Abbasi cho biết tại cuộc họp, ông Nawaz Sharif đã yêu cầu chính quyền mới hãy tiếp tục thực hiện kế hoạch vành đai kinh tế Pakistan và Trung Quốc có trị giá lên tới 57 tỷ Mỹ Kim, cùng với nhiều kế hoạch khác có liên quan tới Trung Quốc. Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan là ông Sharif đang chiếm đa số vượt trội trong quốc hội nên đã dễ dàng vượt qua biến cố ông Sharif bị bãi chức để tiếp tục cầm quyền. Qatar đã ký hợp đồng mua vũ khí của Ý trị giá 5 tỷ Mỹ Kim. Ngoại trưởng Qatar vào ngày 2 tháng 8 thông báo chính quyền Qatar đã ký hợp đồng trị giá 5 tỷ Mỹ Kim mua của Ý 7 chiến hạm cho hải quân. Hợp đồng này đã được công bố trong cuộc họp báo chung giữa ngoại trưởng hai nước tại thủ đô Doha khi mà ngoại trưởng Ý tới Qatar để hội đàm với giới lãnh đạo tại đây nhằm tìm cách chấm dứt mâu thuẫn giữa Qatar và các nước Ả Rập. Thông báo của ngoại trưởng Qatar không nêu rõ chi tiết, nhưng có nhiều nguồn tin cho hay rằng Qatar sẽ mua tàu của hãng đóng tàu Ý là Fincantieri và hãng này đã chịu trách nhiệm bảo dưỡng các con tàu cho tới 15 năm sau khi giao hàng. Các con tàu sẽ được hãng Fincantieri đóng ngay tại Ý, bắt đầu từ năm 2018, và còn công ty chuyên về quốc phòng Leonardo của Ý sẽ trang bị các dụng cụ điện tử và vũ khí cho các con tàu này. Qatar đã bị bốn nước là Saudi Arabia, Ai Cập, Bahrain và các vương quốc Ả Rập Thống Nhất cắt đứt quan hệ ngoại giao vì cho rằng chính quyền Qatar tài trợ cho quân khủng bố, dù phía Qatar này đã không thừa nhận. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Hoa Kỳ công du tới các nước vùng Balkans. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đang công du tới một loạt các nước vùng Balkans để chứng tỏ sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với các nước này trước đây nằm trong vùng ảnh hưởng của Nga. Vào ngày 2 tháng 8, thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đã hội đàm với Thủ tướng và Tổng thống của Montenegro, sau đó tham dự cuộc hội nghị của các nước trong khu vực hiến trường Adriatic, hay còn được gọi là các nước vùng Balkans là Kosovo, Albania, Macedonia, Bosnia và Montenegro, có thêm các nước Slovenia, Serbia và Kosovo làm quan sát viên. Tại hội nghị, ông Mike Pence đã khẳng định Hoa Kỳ đã sẵn sàng yểm trợ cho các nước phía Tây bán đảo Balkans và trong tương lai, các nước này sẽ phát triển mạnh mẽ nếu liên kết với các nước phương Tây. Montenegro là một nước nhỏ tách ra từ nước Nam từ cũ, dân số chỉ có 620.000 người, nhưng lại có vị trí quan trọng gắn liền với biển Adriatic. Montenegro đã gia nhập khối NATO hồi tháng 6 vừa rồi, bất chấp sự phản đối của Nga và phe đối lập thân Nga ở trong nước. Từ đó coi như Montenegro cắt đứt quan hệ thân thiện với Nga từ trước và cùng với phương Tây thực hiện cấm vận Nga vì vấn đề Ukraine. Quốc hội của Ý cho phép hải quân giúp Libya ngăn chặn người tị nạn. Vào ngày 2 tháng 8, Quốc hội của Ý đã chấp thuận cho hải quân Ý được đưa một lực lượng hạn chế tới Libya nhằm giúp hải quân của nước này ngăn chặn làn sóng người tị nạn đang tiếp tục tràn từ Libya tới châu Âu. Kế hoạch này đã xuất phát từ yêu cầu của chính quyền hiện nay ở Libya đang được Liên Hợp Quốc công nhận. Ý hy vọng có thể giúp cho Libya ngăn chặn những người tị nạn muốn vượt biển Địa Trung Hải trên các chuyến tàu thô sơ, đồng thời huấn luyện cho hải quân Libya hoạt động hiệu quả hơn và còn giúp tân trang các tàu bè. Một quan chức của Ý cho biết Ý sắp đưa hai tàu tới Libya trong kế hoạch yểm trợ cho hải quân Libya, nhưng các tàu này chỉ trợ giúp về mặt kỹ thuật chứ không xâm phạm chủ quyền của Libya. Phía Ý cho biết lúc đầu dự tính đưa 6 tàu tới Libya, nhưng hiện tại đã giảm xuống còn 2 tàu vì bị phía Libya phản đối. Vào tháng 5 năm 2018, thì Ý sẽ bầu cử quốc hội và nhiều chức vị khác, trong khi vấn đề người tị nạn đổ dồn tới Ý để trở thành vấn đề được quan tâm hàng đầu.
Phe tin hữu trong nước đang tố cáo chính quyền phe trung tả hiện nay đã bất lực không làm gì được để ngăn chặn làn sóng người tị nạn. Trong khi đó, thì người tị nạn bị kẹt ở Hy Lạp biểu tình phản đối trước tòa đại sứ ở Đức. Thưa quý vị, người tị nạn từ Syria đang bị kẹt lại ở Hy Lạp đã biểu tình phản đối ngay tại trước tòa đại sứ Đức ở thủ đô Athens vào ngày 2 tháng 8. Đa số người biểu tình có thân nhân hiện đang sống tại Đức tới biểu tình phản đối chính quyền nước Đức và Hy Lạp đã chậm trễ trong việc hoàn tất các thủ tục giúp cho họ được nhanh chóng đoàn tụ với gia đình ở Đức. Trong số người biểu tình có người đã ở tại Hy Lạp 2 năm chờ đoàn tụ với thân nhân ở Đức. Nhiều người muốn tìm cách trốn qua Đức bất hợp pháp nhưng chi phí quá mắc mỏ nên không làm gì được. Từ sau khi các nước vùng Balkans đóng cửa không tiếp nhận người tị nạn nữa, thì số người tị nạn muốn tới định cư ở các nước miền Trung và Tây Âu bị kẹt lại Hy Lạp càng tăng thêm nhiều. Hiện tại đang có hơn 60.000 người tị nạn đang bị kẹt lại tại Hy Lạp, trong khi chờ được đưa đi các nơi định cư khác nên thời gian làm các thủ tục xin định cư hay đoàn tụ với gia đình càng bị kéo dài thêm. Quốc hội của Brazil thảo luận về vấn đề Tổng thống Temer bị tố cáo tham nhũng. Trong ngày 2 tháng 8, Hạ nghị viện Brazil đã tiếp tục thảo luận về vấn đề Tổng thống là Michel Temer có tham nhũng như những lời tố cáo hay không và có cần phải đưa ông Temer ra tòa xét xử hay không. Phe đối lập trong Hạ nghị viện đã đòi phải truất vế ông Temer và còn phải phản đối bằng cách cầm các vali chứa tiền giả bước vào trụ sở quốc hội. Vào tháng 6 vừa qua, Tổng thống Michel Temer đã bị công tố viên chính phủ tố cáo tìm cách sắp đặt để nhận số tiền lên tới 12 triệu Mỹ Kim từ công ty đóng gói thịt lớn nhất thế giới là công ty JBSSA và đổi lại sẽ cho công ty này được hưởng các đặc quyền về chính trị. Cho tới hiện tại, ông Temer và các luật sư biện hộ vẫn kiên quyết phủ nhận những lời tố cáo này, nhưng tỷ lệ ủng hộ ông Temer đã giảm xuống mức thấp nhất. Ông Temer cho biết ông không màng tới những lời tố cáo và đang tập trung nỗ lực để đưa ra các luật lệ mới nhằm chấm dứt khủng hoảng về ngân sách và đưa Brazil thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất từ trước cho tới nay. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và sau một vài thông tin thương mại bảo trợ, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.